Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc điện thoại HTC Desire V. Đây là chiếc điện thoại hỗ trợ hai sim hai sóng. Đây là hộp của điện thoại. Đây là phiên bản màu trắng. Đây là máy. Bên trong hộp còn có một số cái bộ kiện đi kèm như cáp micro USB, tai nghe, adapter sạc, pin. HTC Desire V có dung lượng pin là 1650 mAh. Thẻ thành viên của Thế giới di động và điện máy.com. Ngoài ra còn có một số sách hướng dẫn sử dụng và thông tin bảo hành của HTC Desire V. HTC Desire V có màn hình LCD 16 triệu màu. Kích thước màn hình là 4.0 inch. Máy rất là mỏng. Máy có độ dày khoảng 9.3 mm. Bên cạnh phải của máy có phím tăng giảm âm lượng. Cạnh trên có nút nguồn. Đây là cổng âm thanh 3.5 mm. Bên cạnh trái có cổng micro USB. Mặt sau của HTC Desire V có camera 5 megapixel. Phía trên là đèn LED flash. Logo HTC đi. Đây là logo của Beats Audio. Loa ngoài. HTC Desire V có kiểu dáng khá giống như là HTC One X. Nhưng mặt sau của Desire V được làm bằng nhựa thông thường, không như là HTC One X được làm từ polycarbonate. Đây là khe gắn sim. Hai khe gắn sim. Đây là khe gắn thẻ nhớ. Máy có màn hình khá là lớn. HTC Desire V chạy hệ điều hành Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Được trang bị CPU lõi đơn 1 GHz. Bộ nhớ RAM của máy là 512 MB và có bộ nhớ trong lưu trữ là 4 GB.
nhìn hai cạnh bên, nhìn hai cạnh trên và cạnh dưới của máy hơi cong. Đây là thiết kế khá đặc biệt. Xung quanh có viền nhôm. Chiếc HTC Desire V này được triển lãm tại Đài Loan. Đây là giao diện của máy, giao diện Android 4.0. Để mở khóa màn hình, các bạn giữ và kéo. Tuy có bộ xử lý 1 GHz nhưng máy chạy khá là mượt. Máy có các ứng dụng mặc định của hệ điều hành Android như là Facebook, Google, Google Maps, Google Play. Dropbox. Phía dưới màn hình có ba cái phím cảm ứng mặc định của máy. Đây là phím back, phím home và phím menu. Hoặc là dùng để chuyển đổi hoặc xem các ứng dụng đã là đang chạy trên máy. Đây là giao diện camera của máy. Máy có chức năng, camera có chức năng tự động lấy nét. Phía trên thanh thông báo của máy có hai biểu tượng SIM. Do chưa gắn SIM nên đây hai biểu tượng. Khi gắn SIM hay khi gắn hai SIM vào thì hai biểu tượng này sẽ chuyển thành cục sóng. Đó là một số tính năng của HTC Desire V. Xin cảm ơn các bạn.